Ôi trời ơi. Hello mọi người, lại là mình Vũ Bích Kích nè. Hôm nay trong bộ sưu tập của mình á chỉ còn 2-3 con cá hiếm thôi các bạn, là hoàn thành bộ sưu tập rồi nè. Đặc biệt là con cá cuối cùng ha. Trước khi vào video á thì anh sẽ trả kèm minigame cho mọi người nha. Đây là video ngày hôm qua nè và tất cả bình luận của mọi người. Đến trò chơi nhân phẩm nha mọi người, xem ai sẽ nhận được quà đây. Và chúc mừng bạn Leo Play nha, 9911 nè. Bạn đã thích cho mình một cái da lá cỏ. Rồi, anh sẽ tặng cho em. Bạn nào không trúng thì đừng có buồn nha, vì đây là trò chơi nhân phẩm mà. Rồi, tặng cho bạn Leo Play một cái da cỏ nha, 100 kim cương. Và tiếp tục trò chơi tặng quà cho mọi người nha. Và trò chơi đó mang tên là nếu mà chọn chúng tôi, bạn sẽ bị loại. Giữa cái mặt bẽn lẽn này và cái da xanh này á, thì mọi người sẽ chọn cái nào? Và rất tiếc bạn nào chọn da xanh này á, thì bạn đã bị loại nha. Và câu hỏi thứ hai đó là mọi người đã like video và đăng ký kênh cho anh chưa? Bạn nào chưa like video và chưa đăng ký kênh á thì đã bị loại rồi nha. Bạn nào chiến thắng thì hãy chọn cho mình những phần quà đi nè. Và để lại bình luận phía bên dưới, để lại tên anh game nha. Điều kiện là phải like video này và đăng ký kênh. Từ ngày mà nhà phát hành chỉ cho 300 slot đựng cá thôi á thì lâu lâu mình phải đi bán cá mọi người ơi. Rất là mệt công luôn ha. Nhưng mà mình phải đi bán để lấy slot để đi câu những cá mới các bạn. Rồi, hiện tại thì mình chỉ bán những con cá bóng màu thôi. Hồi bữa mình đi câu mấy con sim hồng đó mọi người. Ấy con sim đủ màu á thì mình phải đi bán những con cá bóng một thì mình câu nó rất là nhiều luôn, phải đi bán bớt nha. Và bây giờ mình đang bên khu nghỉ dưỡng các bạn ơi, để mình đi một vòng coi thử là có gặp cua dừa không nha. Sau đó mình sẽ đi câu bóng sáu nha mọi người, kiếm con voi lưng gù đủ màu nha mọi người. Bữa giờ không biết là mọi người đã câu được chưa ha. Anh thì hôm nay mới săn tới đây. Và bữa thì anh đi lo đi chăm, đi săn những cái con kia thôi. Nhưng mà mấy con kia đi săn cũng tốn thời gian lắm mọi người. Kiểu nó cũng có nhiều loại nó bị hiếm á. Như là bạch tuộc đủ màu nè, rồi cá chép nè, kỳ nhông nè. Mấy con đó thuộc dạng là nền tím á các bạn. Nên là săn cũng hơi lâu một tí ha. Và bây giờ anh mới săn tới lượt con voi lưng gù này. Rồi đi một vòng thì cũng không có cua dừa luôn nha mọi người. Cũng không có con bọ cầu vồng luôn nha. Có loại bọ cầu vồng bên đây đấy nha mọi người. Nó thuộc dạng bọ kim kim, nó giống với bọ kim kim vàng vậy đó. Nhưng mà hiện tại thì mình không thấy. Hồi bữa thì mình có thấy một lần rồi, nhưng mà tự nhiên nó hết giờ các bạn, cái nó biến mất luôn. Rồi, không có rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi câu bóng sáu. Xa hơi khu nghỉ dưỡng thẳng tiến nha mọi người ơi. Bình thường á mọi người câu á thì mọi người có hay đi bắt bọ không? Anh thì thường á thì ban ngày anh hay câu ha, hay đi bắt bọ được các kiểu nữa. Cho nên là nếu mà các bạn nào sử dụng như anh á thì mọi người treo một cái hạt phụ bên đây, rồi các bạn đi bắt bọ xong các bạn tele lại còn thôi là các bạn phải chạy lại xa lắc xa lơ như thế này nha mọi người. Có một cái là chỗ này rất là xa luôn. Hôm nay không biết là anh sẽ lên được bao nhiêu cái bóng sáu đây. Bạn nào coi hết thì nhớ đây là bình luận bên dưới nha. Hết băng đồ nè mọi người ơi. Rồi mình sẽ câu ở dưới đây nha mọi người ơi. Và tất nhiên là mình sẽ lấy cái cần mỏi neo ra. Cái cần mỏi neo là cái cần câu chăn ái để mình có thể là đi câu những con bóng sáu nha mọi người. Cứ câu bóng sáu là anh sẽ lấy cần mỏi neo ra ha. Và tất nhiên là anh sẽ lọc hết tất cả những cái bóng cùi bắp, bóng 1, bóng 2, bóng 3. Có bóng 4 có khi anh sẽ bỏ luôn mọi người. Tại vì bóng 4 thì nói chung là mấy cá bình thường rồi. Câu bóng 6 thì anh chỉ để lại bóng 6 thôi. Và bóng 5 hiện tại á, hồi xưa mọi người có nhớ không? Câu bóng 6 bên đây á, thì bóng 5 nó hiện quá trời quá đất luôn. Nhưng mà hiện tại thì nhà phát hành đã fix lại rồi cho nên bóng 5 cũng hiếm nha các bạn. Bóng 5 thì các bạn nó câu chỗ đây cũng có thể là lên con bò sữa đó, cá bò sát thủ đó mọi người, nhưng mà cũng hơi hiếm một xíu ha. Rồi lên bóng 1, bóng 2 đồ không. Các bạn đã nghỉ hè rồi đúng không? Rồi vô câu nha mọi người ơi để hoàn thành. Ôi trời ơi. Ui. Wow, bóng 6 đầu tiên đã xuất hiện được mọi người. Ui, nó cắn liền nè. Đừng có đứt nha. Ui, hên quá. Ok các bạn ơi, hấp dẫn rồi, hấp dẫn rồi. Lâu lắm rồi anh mới câu lại cái bóng 6 nha. Nhưng mà chắc là anh nghĩ là nó không sẽ không hồi hộp bằng hồi xưa mới ra mắt đâu. Hồi xưa mới ra mắt thì khó câu lắm mọi người, kiểu nó hồi hộp á, banh con mắt ra để nhìn, sợ nó bị vùng mắt đó mọi người. Nhưng mà bây giờ thì mình đã quen rồi. Tập trung nha mọi người ơi.
nhau một con cá mập các bạn ơi, không phải là voi gù đủ màu. Ôi trời đất ơi, cá mập Megalodon các bạn à. Con này thì xưa giờ mình con nhiều rồi, nhưng mà hôm nay tại sao còn không lên gù chứ. Con này 1800 mm luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó su cà na ghê đó mọi người ơi. Su ghê á trời. 1893 con này phải là mát cm chưa ta? Mình thấy cái mm cm nó hơi bị nhiều nha. Hình như là con này mát cm rồi. Các bạn nào có con nào to hơn con anh không ta? Cập nhật thì cũng gần hết rồi các bạn ơi, nhưng mà vẫn chưa lên gù nha. Mình sẽ xin câu câu một xíu nha mọi người. Trời đất ơi, còn chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi là cập nhật rồi. Và mình cập nhật xong thì những cá đủ màu này mình nghĩ là nó sẽ mắc nha mọi người. Ây, hồi nãy thì mình có nghe thông tin là cái chị đổi cá kem cho khu cắm trại. Thì chị đó đã xuất hiện lại rồi nha mọi người. Bán đổi cá kem để lấy cái bánh kem, cái bánh cá gì đó. Thì ui, một con sấu nữa mọi người. Căng rồi, căng rồi. Con sấu thứ hai nha. Ây da, con này cũng cắn liền luôn nè các bạn. Trời, sao lại là cái mặt cười nữa các bạn. Trời ơi, nãy căng quá mình câu mà dây nó đỏ luôn mọi người ơi. Con này 1671 cm cho mọi người ơi. Trời ơi, sao lại đưa cái mặt cười lên, không phải là đủ màu mọi người. Trời đất ơi, con thứ hai rồi nhưng mà chưa được luôn nha mọi người ơi. Tiếc ghê á. Đang là ban đêm thì mình vào khu cắm trại đi kiếm cá chép kem nha mọi người ơi. Cá chép kem hơi bị hiếm câu luôn. Là nền ve vip tương tự như con bạch tuộc đủ màu với lại là cá lân gù đủ màu đó mọi người. Thì hiện tại thì trong khu cắm trại á, chị bán đổi cái bánh kem, bánh gì ta, bánh cá kem á, bánh cá gì đó mọi người. Thì ăn vô thì các bạn sẽ có hiệu ứng đủ màu xung quanh người ha. Hình như được 3 phút hay sao à. Thì cái hiệu ứng đó thì các bạn đổi con cá kem thì rất là uổng luôn á. Và mình thấy hiện tại các bạn câu cá kem trong khu cắm trại thì câu ban đêm bóng ba nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm anh là bóng ba nha. Đây anh nghe đây, trời ơi, đang mỗi khi mình hay câu thì mấy bạn hay chạy tới lắm à. Thì mình vừa kiểu như mình vừa làm việc, mình vừa nhìn qua, mỗi khi con cá nó nhấp, mình nghe tiếng cá nó nhấp một cái là mình táp con chùa qua, mình câu nó lên đó mọi người. Cho nên là mình cũng ít trả lời bình luận trong khi câu lắm. Ok fan rồi, chào em nha, chào em nha. Thường thì mình sử dụng icon hoặc là chào thôi mỗi khi đi câu ha. Còn bình thường anh nói chuyện thì anh sẽ nói chuyện ha. Còn thôi là chỉ đi câu các bạn ơi. Ui con hết kìa mọi người. Con hết kìa, con hết yêu tinh kìa. Trời, nãy giờ mình mới thấy luôn á. Đây, nó bò tới đây mình luôn nè. Vương miệng. Ôi trời ơi, không có vương miệng nha mọi người. 291 mm. Trời ơi, tự nhiên đang câu lại xuất hiện con hết yêu tinh. Nhả dí bạn nè, nếu mà chưa có đi tin nha. Cái bóng ba trong khu cắm trại, trời ơi, nó khó nhìn cực kỳ luôn các bạn ơi. Ui, lên được con cá vàng Suwukin nè, trời đất ơi, cá chết kem đâu. Ê, mình lại thấy thêm một con ếch yêu tinh đó kìa mọi người ơi, không thể tin được. Trời đất ơi, ngày hôm nay mình gặp hai con ếch yêu tinh luôn rồi. Hình như là dí tới mọi người ơi, dí tới nha, chứ bình thường mà các bạn đi kiếm ếch yêu tinh này cũng hiếm lắm. Tại vì đó là một trong những ếch hiếm trong khu cắm trại các bạn. Nó kiểu như mình thấy nó hiếm hơn còn là con ếch Golia luôn á. Và con ếch này hiện tại thì nó là cũng là con ếch bự nhất trong khu cắm trại luôn nha mọi người. Để mình gom lại gần cho mọi người xem cho rõ. Đừng có chạy với nha. Vương miệng đi, hồi nãy con kia là không có vương miệng rồi nè. Con này vương miệng là hợp lý nè mọi người. Mình sẽ cho nó vô bộ sưu tập. Đây, tự nhảy tới mình. Lụm. Rồi, lụm được. Ui, vương miệng luôn nè mọi người ơi. 309 mm ha. Vương miệng luôn, 1500 tiền các bạn. Yeah.
nhà giết cực mạnh cho mọi người nha, nhà giết cực mạnh luôn. Bạn nào vô khu vững chạy câu cá chép Ken sẽ gặp ít yêu tinh giống mình. Rồi con này thì xuất hiện ban đêm nha mọi người ơi. Rồi các bạn đừng quên cái xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Có gì thì mình sẽ thông báo cho mọi người cũng như là đi bắt những con mỏ hiếm cũng như cá mới nha mọi người. Bye bye.